Hóa cà liền vào phát đủ 16 người luôn à, ảo thật đấy. Vậy là hai anh Khoa ơi. Vô luôn đi Khoa ơi. Ok nha. Này không có smoke rồi. Hôm nay anh Khoa mạo cặp với em ha. Hôm nay anh hơi mệt, chơi đến chơi đến 11 giờ thôi ha. Anh Khoa ơi, anh Khoa em yêu anh. Ok Khoa. Ok. Không không đá stream nha. Tắt stream không đá stream. Chơi sớm đi anh. Để tắt đi. Ok nha. Tắt stream đi. Xịn nè. Xịn nè. Chú ý an toàn. Trời ơi, anh 7 đúng 12. Trời ơi, số 3. 16 người chơi, mình là người chính từ 6 á. Hôm nay á, Khoa sẽ trình diễn cho anh em lối chơi. Khoa mà chơi dân làng thì dân làng win. Khoa mà chơi dịch thì dịch win. Khoa mà không làm được Khoa sẽ xóa kênh, được chưa? Ok. Mọi người nhá, chơi làm ơn giùm anh Khoa là suy luận nhiều vào, đừng có chơi theo kiểu tâm linh nghi ai là boss người đó là không được. Thằng nào? Nhất là thằng Lợi Lê à? Thằng Lợi Lê à? Hả? Thằng Lại Lê nó hay như thế lắm. Cứ vậy không trời. Đến hoài ní. Mà đủ rồi, đủ rồi, vào đi. À đùa rồi. Ừ, không ai chơi nữa rồi, vào đi. Trời ơi, số 1 luôn. Số mấy đây? Ngon thế. Số 7 luôn, tuyệt vời. Ui. Thôi, anh Khoa số 2 nha, đĩ nha, đĩ nha. Anh Khoa chọn số 2 không có thể. Anh Khoa số 1. Bàn phím tao bị gì rồi, bàn phím tao bị gì rồi tề. Cầu tờ ám sát anh em ơi, cầu tờ ám sát anh em ơi. Ngẫu nhiên thôi. Cầu tờ ám sát, bạn xin vậy. Bàn phím có bị gì rồi đã. Thôi chơi đi. Bình thường. Trời ơi, giỡn hoài quá. Số 17 gì nữa. Đó, anh em bảo là mới chơi xem tôi chơi dịch chán. Má tôi có được lần nào làm dịch đâu. Còn ba em cho cái số cặc gì cái thằng cốt đời ngu. Ba em làm sao mà? Ví dụ anh em nói tôi xui đi. Xui thế mà xui 2 lần. Đúng không anh em? Xui thế nếu là xui 2 lần. Thám tử ngon hơn. Đây, vịt ở trong đây giết người á là không có hồi cooldown. Mình dùng thám tử ngon mà. Trời ơi anh em, thám tử ngon quá ra liền. Âm thanh của lá rơi xuống sân nhà. Alo, anh coi. Ê, lại là đi chị hô. Ê, Lại ơi, mày có xem anh là anh của mày không? Coi. Mẹ tới lỗi mít thề cái game dịch đầu bùi này. Alo. Bạn phím xài đúng vậy anh đi gì hâu. Nghe tao nói không? Alo, nghe tao nói không? Anh Bồ. À, alo, nghe tao nói. Alo, nghe nói không? Rồi, đi chung nha. Đi đâu? Xin lỗi nhà phát hành. Đi đâu? Xin lỗi những người làm game. Xe ơi, đừng cán. Em đang đi đây được. Đi bạn nó cứ quay rồi. Từ từ, Honey, nếu em là dân, nếu em là người đó tiếng chết rồi nhá. Nếu là em là ngỗng dáng này đi theo anh. Anh thôi bé thôi. Đi thanh. Đây. Từ thằng này đi. Ê, xuống đây tìm xác dân. Haru chu che. Xuống đây tìm xác dân. Đây. Nào. À, không Haru. Ok, đi. Đi anh. Từ từ nhá. Bây giờ canh cho anh chơi cái game này đã. Canh cho anh chơi cái game này. Ok. Thật sự nha. Trong cái làng này anh tin. Từ từ nha. Anh tin hả? Trong cái làng này anh tin mỗi 2 người, một là em, 2 là Haru đấy. Ok nha, em biết tí mà. Bây giờ anh là gì? Anh nói đi, xong rồi em nói rồi nha là cả người nhau cấm rồi. À không, không em như nhắm người đuổi cấm. Em giải cho tụi mình. Rồi nha, từ từ. Từ từ nha, cái game này nó hơi khó với anh nào. Không bấm dấu cách được chưa? Bí ẩn tính nhở? Anh xà chuột được hay gì mà. Từ từ. Ui, đâu rồi? Rồi. Mọi người hồi nãy. Ui, mọi người ơi, em vừa tele từ cái cống qua thì thấy quần OG đứng kia sát mọi người ạ. Ủa, quần OG chết mà. Ê, mày bị nói giọng rồi Lợi Lê ơi. Mày bị nói giọng. Từ từ đã anh Lợi. Anh Lợi ơi, hồi nãy chị Thảo đi chung với mình đúng không? Xong rồi tự nhiên, chỉ có một mình chị Thảo thôi. Không, cái đó nha, lúc đầu nha. Mày bị đổi giọng lại. Ok anh Khoa, lúc đầu là mình spoil nhé, lúc mình là mình spoil, mình spoil chung với anh Khoa. Từ từ cho anh hỏi đúng một câu này thôi. Thảo ơi, người Phương Thảo ơi, người nổi tiếng chết cho em. Em biết đâu. Bóp cho Phương Thảo cho anh. Bóp Phương Thảo cho anh. Bóp Phương Thảo. Đa. Nãy em hỏi Hiền Đạt. Không có đa. Của nó sớt đó. Vô đây. Nhưng mà em là gì? Không thấy người nổi tiếng chứ để cái mà nói hiện cái hình vuông bên cạnh đấy có phải là cái báo người nổi tiếng cho nên là nó báo cái gì? À đúng rồi. À đấy là báo người nổi tiếng hả? Đúng rồi. Ồ có sợ đa đa không? Tại vì nãy là chỉ có mình em với anh Lợi thôi, chị Thảo lại cái anh Lợi bị đổi giọng mà chỉ có một mình chị Thảo thôi. Bây giờ nè, anh bảo nè, trong cái làng này còn 3 người phụ nữ, mình loại phụ nữ ra đi. Anh em mình chơi dần từ nhau là được. Không, anh phải tin nhau. Đúng. Phụ nữ. Không, bây giờ em nghĩ là mình nên skip anh Khoa. Tại vì mình chết 4 xác rồi, 5 xác rồi đấy. Đúng. Mình phải boss rồi. Bây giờ em nghĩ là mình cứ skip một tên đi, rồi mình tiếp. Đó là phòng thí nghiệm rồi. Anh dẫn dắt cái làng này mà không win á. Anh ăn cắp. Phòng thí nghiệm nha, phòng thí nghiệm. Nhưng mà không phải em đâu. Không phải em đâu. Không phải em thật. Không phải em chứ là anh à. Không đâu, anh win mà. Em chưa được chơi nữa đấy. Trời ơi. Đấy, mà đấy. Rider mày là gì? Phải thế chứ. Đi. Rồi, đi chung với tao. Ok anh Khoa, đây em với anh Kiệt với anh Khoa đi anh em mình làm bộ ba đi. Đúng rồi, bộ ba lấy kết. Em đi với. Nào nào. Phun rồi men đấy, phun rồi. Không được. Quay. Em nói nha. Ừ. Em là Pháp Y, anh Khoa là gì? Tao là thám tử. Rồi. Chạy rồi. Chứ một kiếm qua. Không, một dịch chết rồi, tin tao Phương Thảo chắc chắn là dịch. Ôi lại kẹt ra đây, lại kẹt ra đây anh. Đây. Đi lẹ đây. Từ từ anh làm nhiệm vụ này nghe nào. Tắt đi mình đi. Tắt ra. Kẹt là gì? Ơ kìa. Hết thì thương quá. Ơ kìa. Haru có vấn đề. Thật. Nè chị Haru được ám sát đây. Nghi lắm đi. Rồi nhá. Haru em là gì? Từ từ. Dragon. Hà nè với Tấn ở ngoài. Kẻ rình mò. Lời cái đó chứ. Em là kẻ bắt trước. Bây giờ anh nói là Kiệt, bây giờ nhá, bây giờ Kiệt phải đi làm hiểu không là mày sẽ bắt được mấy công việc liền. Đúng rồi, mày đi lẻ đi. Ok nè. Thuộc Hà nè lên trên này. Lại Lê, anh tin mày đi thôi anh. Em là Pháp Y, anh tin em. Xong rồi xuống này. Đó, thấy chưa? Mọi người em vừa mới nhảy cống xem em thấy xác là em nhảy 2 lần rồi thấy 2 cái xác rồi. Từ từ nhá. Ai từ từ lỗi chứ không. Vậy sao Honey chết rồi? À nó Honey. Ủa. Em nhớ này anh Khoa ơi, thằng Hà Chiêu đi chung với Rider. Đúng rồi, em vừa mới nhảy cống là em thấy Rider nè. Từ từ nha anh bảo này. Hồi nãy là có anh Lợi Le với lại Diệp Phương Kiệt với lại Haru ở đứng chung với nhau một lúc rất là lâu mà có 2 cái xác như thế này thì chắc chắn là double kill. Thì bây giờ mình loại trừ một Rider Tấn nè, Honey với là Hà Nè nè. Thì đó em với Tấn đang đi chung nha. Thế thì phải loại Rider chứ anh ạ. Tại nãy em vừa mới nhảy cống là thấy xác nằm ở dưới chân của Rider luôn. Bây giờ em nói nè, bây giờ mọi người để nói cho mọi người nha. Nãy nha là Rider, Hà Treo với lại ABCDF là đi chung. Trời ơi. Với lại bây giờ Hà Treo chết rồi và Hà Treo còn sống thì 1 trong 2. Cho anh hỏi đúng một câu thôi. Ám sát chết rồi, Rider em là gì em phải ra còn không bọn anh vote em đấy. Thì em kêu là Pháp Y. Sao biết anh kìa? Rồi phốt đi, thằng Kiệt Pháp Y kìa, thằng Kiệt là Pháp Y á. Rồi. Thằng Kiệt Pháp Y. Em đi lại với anh. Đúng rồi. Kiệt là Pháp Y mà. Tôi mới là Pháp Y mà. Kiệt là Pháp Y. Em là mọi người xin lỗi em nhá. Rồi. Nghe giọng này riêu dữ luôn á. Lợi ơi, nghe giọng này riêu dữ với em. Nghe giọng này là chiếc quan qua. Nghe giọng này. Thằng Lợi nghe nó là Pháp Y. Nhớ xin lỗi em anh. Thằng Lại Lê nó là Pháp Y rồi, thằng Lại Lê nó phải cross mà. Trời ơi. Hay quá. Đánh nhanh. Trời ơi, mình thắng game quá. Mình thắng. Game này nhanh quá. Sao? Ủa, trời. Trong đội mình được nhờ. Trời. Bắt trước anh em ơi. Đúng rồi, em bắt trước nè. Cái gì đấy? Tấn. Ủa. trước có nhìn thấy cái tên màu đỏ của thấy được kèm với chim ưng chị ơi. Ra đi. Đỉnh không. Tao nói rồi, tôi làm dịch win. Tôi mà làm người win chắc chắn 100%. Biết. Được. À, mày chết cho đắt, mày chết cho mày. Thành gì okay, em lên ứng nhầm cho chị Minh. Ok luôn à. Okay, anh. Thề em cứ nói đi chị Thảo ơi. Kèn non này. Thảo ơi. Mẹ kìa. Tự nhanh đi. Em mà chết cho Hiền Đạt. Vô cái cống luôn mà. Phải xin lỗi ông này. Tiền tớ bảo vệ cậu. Xin lỗi mọi người xin lỗi em đi. Em đã pháp y đấy. Thề số này chơi gì nữa, số này đi ngủ thôi. Tôi lấy hàng nãy ra người Canada 3 lần rồi đấy trời. Nhà chuyên giả là vịt thế là ngỗng vậy em. Vịt anh. Ui, chắc là số 2 số 3 phải nhóm này có chọn ngẫu nhiên đấy chứ. Chắc phải su lắm. Hoặc là không muốn làm vịt thì chọn ngẫu nhiên. Ô gì trời. Lại là đi gì hao. Ủa, cầu thủ. Này mù làng chứ ăn chay. 3 con vịt. Mà mình stream, mình chơi nếu mà muốn hấp dẫn phải cho Khoa là một ron bên thứ ba, hai là dịch xem nó hấp dẫn. Ba cái thằng code game này nó anti tôi. Nè mà. Mình em cứ để vậy em mình xui thôi chứ. Sao anh Khoa là bị tí nữa anh Khoa? Mà anh số cao quá biểu lại anh đang bắt nản với nhà làm game. mày tin anh mà đi chung với anh. Rồi em cho anh Khoa tin chứ. Tôi xếp cái làng này win nữa. Thảo em phải tin anh. Mình gặp nhau đây là cái duyên rồi. Không anh vừa dí em. Không. Nhưng mà em là dịch mà. Anh phải xin lỗi em đi. Không. Nhưng mà em không được dí em phải cho em chơi chứ. Trời ơi, em là dịch trống dí em vẫn chơi hoài đi. À, không tin em nữa. Anh tin Misa. Phải tin. Thôi bây giờ em tin. Đánh em đi. Bây giờ... Em có súng. Bây giờ nào, mình gặp nhau đây là cái duyên rồi đúng không các em? Các em tin anh. Vâng, từ Misa một tí rồi. Các em tin anh đi chung với anh, chỉ hai em thôi. Đây. Không. Em legit. Không, tao chỉ đi với con gái thôi. Không chơi với con trai. Đúng. Không, game này anh phải tin em có role đặc biệt. Đúng. Rồi Misa đi chung với anh. Không, anh đi đâu? Không tin ai hết. Từ từ để anh chơi cái game này đó. Anh tin em không? Từ từ anh chơi game đó. Để anh thấy. Cái gì vậy bấy? Ôi game mình chơi khó anh Khoa. Từ từ. Đang chơi game. Game này khó lắm Khoa ơi. Khó đâu, anh chơi còn quên rồi. 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 Đi theo anh Misa. Phương Thảo. Đi. Không đi theo anh là chết. Anh có uy tín không nhở? Và em tin được không? Tin anh được. Hai em là Honey uy tín lắm rồi này. Uy tín ra đây, anh nói nghe. Em số 2 dân đương đang ngỗng ngu. Cái gì? Này. Cái gì? Quỳnh em số 2 random ra ngỗng ngu quá hả? Đúng. Đi. Đây, em là Phan Vy. Ui, cẩn thận. Xuống cốc, mong ơi. Đến xe. Nó đừng bóc. Xin thông báo, anh số 16, anh còn thấy một con ngỗng ngu. Nhưng mà Quỳnh vừa bảo danh là Quỳnh số 2 random ra con ngỗng. Quỳnh chắc chắn là dịch. Tin anh. Nếu mà mọi người tin anh, mọi người phải bóc vịt. Wow. Còn Dada kìa. Wow. Còn Dada mà. Quỳnh không phải là Dada đâu. Tin anh. Dada số 8 mà. Mọi người em có thông tin mọi người. Em là số 2. Em thấy xác của Kiệt ở ngay dưới trạm cảnh sát nhưng mà chưa kịp báo mọi người run run. Ngỗng ba ghen. Ê thế tôi có không nhìn thấy cái xác này cô. Cái lại con. Ủa cái xác đấy tôi không thấy không? Thấy đông. Ở ngay chỗ trạm cảnh sát dưới trạm cảnh sát mà. Đúng không? Ngay cái lúc mà mình bước ra khỏi cửa đấy à. Đúng rồi đấy, ở ngay ngoài cửa luôn đấy. Ủa sao tôi không nhìn thấy ta? Ảo. Cho tôi em không thấy gì đâu, nhìn ông Tấn kêu mới có xác tôi mới hỏi là xác đâu. Quỳnh ơi em là gì? Ủa mà cái trước mặt mọi người mà không ai thấy à? Trang Civic. Không thấy. Thấy mà ngay. Chết mẹ thấy lỗi Khoa hả? Chết cô mày hay rồi. Vậy có kiếm. Kiếm ra cho kiếm. Thế là em bấm random ra ngỗng ngu. Lady à sao ta là mình? Tôi nhìn nhầm. Không lỗi này của anh. Lỗi này của anh. Em đang làm cái nhiệm vụ. Thế là em uy tín đúng không anh Khoa? Nhưng mà từ từ, nhưng mà từ từ thằng Kiệt nó mới vừa đứng nói chuyện với anh mà. Em với anh đi ở đây biết này. Hay là anh giết nó? Em không biết là em cảnh sát có bị lỗi hay sao? Tại vì phòng cảnh sát. Nhà truyền giả vớt tôi hả? Nhiệm vụ trên phòng khó quá. Thực ra anh em vừa bảo là Khoa chơi dịch mệt nói quá. Nên là Khoa luôn chung để nói nhiều hơn anh em xem đỡ buồn ngủ thôi. Ê, quên. Nào được phát em là ngủ ngu mà. Thì đấy, anh nhìn nhầm. Anh số 16 anh là gì? Anh là gõng ba gan. Thì okay. Hồi nãy là trước khi anh chọn ngỗng ba gan là còn kẻ rình mò nè, còn ngỗng ba gan nè, với lại là nhiệm vụ đó thôi. Từ từ đông quá, xuống đây Quỳnh ok. Rồi anh gấp xuống đấy. Từ Honey legit anh ạ, Honey legit. Cảm ơn em. Mọi người em thấy cái xác ở phòng thí nghiệm bí mật ấy ở ngay cửa luôn. Ủa? Em thấy thằng Đạt chết ở ngay trước mặt em luôn. Trước đấy thằng Hà Chiêu, trước mặt đấy Hà Chiêu luôn. What the f... Có kẻ cải sang nha. Tôi đang đứng với cả Misa nha. Có em làm tiếng canh Hà Chiêu. Thế thì có kẻ cải sang thằng Đạt rồi. Từ từ nhá. Ở ngay trước quán game ấy. Từ từ ạ, Lợi ơi. Em là gì anh Lợi? Em đi chung với mọi người mà anh Khoa. Thì ý là anh hỏi em là gì thôi chứ anh đâu có nói gì đâu. Em nhạy cảm đấy. Trời, em có chức năng anh Khoa ạ. Có chức năng hả? Có nghĩa là mình cắn người hay sao? Khùng quá, em có chức năng em giúp cho các làng này được. Ok, anh tin em. Chức năng của em có một người biết anh Khoa, nhưng mà em không nói được tại vì có việc mà anh Khoa. Nhưng mà có ám sát đâu, làm gì có ám sát đâu em. Trời, không có ám sát nhưng mà người ta giết em làm sao anh Khoa, sao mà biết được? Đúng. Không có âm tin anh bỏ qua nè. Để anh Khoa. Đúng rồi, không có. Skip vào nhà. Gặp ở trạm cảnh sát nha mọi người. Hai con dịch bot mày kìa, Lại Lê. Hai con dịch bot mày. Thế là anh mày lấy gít Lại Lê à? Thế mày lấy gít. Vâng, em lấy gít mà, giờ vịt nó bốt em kìa. Holy. Lại Lê đi theo anh, Lại Lê. Mà tin mày được đấy. Tao là ngỗng ba gan. Tin em. Mày là gì? Anh ngỗng ba gan hả? Ừ, mày là gì? Em là cảnh sát trường. Mày phải không đấy? Phải, em số 7 mà. Từ từ, thấy tao bảo vệ mày, đi. Mày thấy ai mày? Tí nữa nó giết anh trước. Cái gì? Bây giờ nha, tí em thấy ai phải nghi em vươn băng, ok chưa? Từ từ. Đi chung với anh. Đi. Từ từ đến. Đi chung với anh. Mày cứ đi, chạy với anh đi. Bây giờ á là mày phải đi theo anh để anh làm nhiệm vụ xong hết, xong rồi tới anh bảo vệ lại cho mày, được chưa? Làm nhiệm vụ trước đã, xong mình đi kiếm mấy kia sao? Bên này. Thông tin vào phụ nữ. Bên này. Thông tin vào đàn bà. Đi. Lại đi. Ôi giời, Honey ơi, đi. Đây, khoan đi, em sẽ đi khoan được. Đâu. Đừng tin vào đàn bà, Lại Lê. Đàn bà là những niềm đau. Chứ còn gì nữa khoa trời. Từ từ nhá, anh đang chơi trò chơi nhá. Anh gấp con gà nè. Con Hiền Đạt nha, em check là Hiền Đạt nha. Rồi ok. Rồi có Hà nè, có Tấn nè, Hà nè, Tấn nè. Mày anh còn cái nhiệm vụ này nữa Lại ơi. Đến tí. Nhiệm vụ này làm kiểu gì vậy? Mày phải chơi trò chơi này. Chứ một chiêu. Chơi trò chơi này bị kênh chat chửi bệnh luôn á. Ê, cái nhiệm vụ này làm kiểu gì vậy? Có phải là cái nhiệm vụ mà di chuyển cái xe đón thằng nào không? Đúng rồi. Ok, vô vờ. Lại đi. Xe. Rồi xe. Đi. Má con xe ác rồi. Rồi nha, làm nhiệm vụ bỏ gác nè. Đấy. Lại cứ đi không anh? Mà anh nói mày phải nghe. Em nghe mà. Đi lại. Đây anh Khoa. Chửi tao đây. Tụi lái xe kìa. Từ từ. Sao mới khủng mình. Chửi tao đây. Gì em bố. Đi lại. Đi qua đây. Đây. Em nghĩ là dùng chuỗi, có người chết rồi không ai? Đâu. Xe đụng. Cái đi. Xui ơi. Nó tới 1 triệu rồi. Lại đi chung với anh lại. Đấy nè, em không lúc anh nè, trời ơi. Mày cứ đi theo anh. Từ từ nha, anh chơi nè. Yeah sir, anh chơi. Mày sao mày đéo làm nhiệm vụ vậy? Anh kêu là em làm, anh kêu là em chồng văn hả? Mọi người vẫn là cái phòng thí nghiệm này em thấy của Rider. Làm xác thế nhỉ? Ôi sao nhiều người chết đấy. Hãy liền nhờ, từ từ bây giờ phải xe tông mọi người ơi, xe tông nhiều lắm, xe tông nhiều lắm. Em thấy trên tường có 3-4 vệt máu ấy. Đúng rồi, xe tông nhiều lắm. Xe tông chết bạn em. Từ từ nhá, bây giờ mình phải lên ra bây giờ mình phải ra ron thôi. Tại vì anh biết một số ron của mấy người trong làng này rồi. Chỉ cần ai nói sai phát là anh biết luôn. Haru em là gì? Em là vệ sĩ. Em bảo vệ anh đấy. Cái gì cơ? Vệ sĩ. Làm gì có ron vệ sĩ? Ơ kìa bác nhìn qua, có nhìn là sao á? Ron mới. Em bảo vệ anh mà. Thế Misa em là gì? Anh ba gan mà. Em là dân phòng. Thật thà như vậy đấy. Ôi thế có khi là thà đấy, thề mình giả bộ mình nói là có súng được không để cho vịt nó lại đồ nó còn biết chứ. Hà ơi em là gì? Em là chim bồ câu. À chim bồ câu phải nói rồi. Thà quá. Cái này mới thật thà này anh Khoa, cái này mới thật thà nè. Thế Mina em là gì? Ron tung ra chim bồ câu thì biết. Em là Canada. Ê anh từ từ mọi người. Với Hiền Đạt nó nhận Canada. Khoan, có chim bồ câu, có chim Canada nha. Không. Thế là Hiền Đạt hoặc là Minh Nè rồi. Từ từ, anh nghĩ lên vote Minh Nè đi. Tại vì phụ nữ người ta không biết phát như vậy đâu. Không anh Khoa, bây giờ mình có Hà Nè trước anh Khoa, chứ chẳng may là Minh Nè chứ mình Hà đâu. Hà là ghi. Từ từ lại ơi. Bây giờ vote Hà, không Hà ơi em là cái con lây bệnh phải vote em trước. Đúng rồi, em hiểu không? Thôi ơi, nhưng mà chị chơi không chơi role, chỉ đi. Nhưng mà em đâu có chơi con đó đâu. Sao lại role hết em? Em chỉ là dân bình thường thôi mà, chẳng may em drone. Có khi là anh Lợi Lê với cả bô là Lợi Lê với anh bô là 2 con vịt á. Thế bỏ khùng nữa, mày đến hoài trời. Thật mà, với mọi người khai drone có mỗi 2 anh chưa khai drone đấy. Trời ơi, này không tin tưởng anh em mình đến qua thề. Anh là gì Lợi Lê? Tí nữa gặp em nói anh trẻ cho nghe em. Ra trong tủ lại ơi. Chị Hạ. Ok anh Khoa, ok. Ê. Gì? Anh Khoa em đi anh Khoa. Từ từ. Ôi sao anh Tấn vậy? Ơi thằng Tấn kìa. Ôi tụi con em đây. Chết thằng Tấn. Ai làm chết thằng Tấn kìa. Em ở đây không phải. Thằng Tấn trên đây là. Vô đây. Ai á? Người con Hiền Đạt. Ấy. Trời ơi bây giờ. Nhanh quá. Từ từ. Đi theo anh lại ơi, tao biết ai rồi tao. Haru, thấy Haru rồi. Haru. Phải không nhờ? Lên đi. Em làm gì đó. Từ từ nhá, bây giờ mà nếu Ủa, cái lúc mà mọi người trèo lên ai giết Tấn ạ, trèo lên bên trên nắp cái cống ấy, trời đất ơi. Em ơi, em không kịp nhìn là ai cả. Chỗ đấy đông người kinh khủng. Thằng Lại Lê trời. Không, lại chạy trước anh. Em chạy trước mà. Không, bây giờ phải vote, không vote là thua chắc. Bây giờ em nói này, bây giờ cái tầm tiến độ này chỉ còn một vịt thôi Khoa. Bây giờ anh em mình sẽ đi chung. Bây giờ còn dân phòng, còn cảnh sát trưởng, đúng chưa? Bây giờ mình cứ skip đi. Cảnh sát trưởng chết rồi mà. Chưa có chết. Trời ơi, ai là cảnh sát trưởng Misa? Anh Hà Chiêu. Ủa sao lại lên nó nhận cái cảnh sát trưởng này? Hà Chiêu được. Em là cảnh sát trưởng nè, đến ngoài đi. Ấy thằng lại lên nhận cảnh sát trưởng anh này. Nãy Hà Chiêu nói là sát trưởng em. Nhưng mà bây giờ thằng Hà Chiêu không chứng minh được không? Em chứng minh được nè anh Khoa đúng không? Mày là dịch mày cũng chứng minh được vậy? Hà Chiêu chết rồi. Trời ơi bây giờ bó tặng lại nói anh Khoa nghe nè, bây giờ nha. Bó tặng lại cho anh. Đừng có bó cho em anh Khoa. Đợi em nói là từ, đợi nghe em nói nè. Nghe em nói nè. Để không nghe mày nói. Là nãy anh mình đi chung là em lấy đồng tin anh, mày lấy đồng tin tao. Mà bao nhiêu lần rồi bó tặng lại cho anh. Sao mà được anh Khoa, thằng Hà Trắng là vịt sao? Nó lừa thằng quá. Chào anh em mới vô. Ôi Shiba tất kì. Quên ơi, tên anh Thầy chỉ bận rồi. Trời ơi anh Khoa ơi. Quá hay. Đừng có thảm thiết mà đừng có diễn. Mà đừng có diễn. Má Lợi à, em ở trên trời linh thiêng. Em phù hộ cho anh nghe Lợi. Em ở trên trời linh thiên phù hộ cho anh kiếm ra những cái con gọi là con vịt hại dân hại làng này. Lại ơi Lại ơi em ở trên trời linh thiên em phù hộ cho anh. là cái gì á? Thôi! Tránh đường, tránh đường. Chết bây giờ. Haru có vấn đề. Haru có vấn đề. Haru đứng yên làm sabote cái xe này em ơi. Đúng không? Má tôi đéo có nhìn lầm. Tôi đéo có nhìn lầm anh em à. Ê đi vót cùng chuông cho anh Hà. Cùng chuông cho anh. Đi. Rung chuông ở đâu anh? Đây à, đây à. Từ từ nhá. Anh Khoa xuất hiện sau đó hết tấm lên là Hà ơi rung chuông cho anh. Nên là tôi rung chuông cho anh Khoa. Anh Khoa nói đi anh Khoa. Đầu anh à. Từ từ theo như một người chơi lâu nhanh á thì anh nghĩ Haru pha đấy là sabote cái xe ra. Tại vì Haru đứng yên một lúc xong là vừa là có cái xe ra luôn. Anh có để ý Haru pha đấy. Em trời ơi em đứng cạnh anh em bảo vệ anh mà anh nói gì? Đừng giỡn chơi của anh đứng ngoài đường của em đứng trong ngách em bảo vệ anh kiểu gì? Anh đứng ngoài đường làm gì xe cát mà. Nhưng mà cái bảo vệ nó bảo vệ sao nói anh nghe coi. Tức nghĩa là giờ em đứng kế bên anh em có một cái vòng anh đứng trong cái vòng đó em sẽ chết thay anh. Cái vòng đó khoảng bao nhiêu cm? Nó gần bằng một cái ô khung này luôn nè. Bằng một ô khung này thế thì hồi nãy anh đứng xa lắm anh đứng giữa đường luôn cơ. Kìa thì phải kêu anh vô chứ anh đứng giữa đường ai cứu nổi anh. Ôi nhờ thề. Hiền Đạt ơi ông là gì? Canada mà em nói con bắn rồi. Cái gì? Em nghĩ là Hiền Đạt legit á, em gặp Hiền Đạt rất nhiều lần rồi. Ủa? Tại Minh Nè nhận Canada. Ủa? À? Nãy Minh Nè nhận Canada với em. Ai nhận Canada cơ? Minh Nè. Phải chết rồi. Thôi bây giờ phải vote đấy. Nhưng mà Minh Nè chết có bị. Vote đi, bây giờ Đa thì thua thôi. Này giống con nhau này. Tôi vote ai anh? Mọi người tên anh vote Hiền Đạt. Thua anh chịu. À, phải, nhưng mà em gặp Hiền Đạt nhiều lắm luôn đấy. Chết mẹ hay là Dada ta? Em Nam mô vậy là Phật. Nó còn người điêu, Dada là gì? Dada. Đúng không? Nam mô vậy là Phật. Không phải đâu. Xin ghê cho anh bồ ơi. Không phải đâu, để mà lừa tao. Để giết như này rồi mà. Đúng, em vô em đi. Anh Khoa ơi, em không biết anh Khoa. Chứ em Khoa đấy. Cô. Anh Khoa baby. Thầy anh Khoa bảo Haru là dịch đéo ai tin đó. Em tin mà anh Khoa, em bút em mà sao anh Khoa em đánh chửi mẹ. Con mày cao thủ, mày đùa tao à? Khó mà pha đó khó quá mọi người kiểu bị tin Haru quá. Đúng rồi, phải đấy hay Khoan. Bạn Haru có cái hình Misa trước mặt em xong. Tù tôi đoán ra được ba con Thảo, tôi đoán ra ba con vịt luôn rồi. Nào. Bồ Phật. Nào. Độ trì cho con. Rider. Trời ơi. Bàn phím anh bị hư rồi. Rồi anh Khoa, tôi thề với em luôn anh Khoa là phải tầm số 5 đổ xuống. Mà tao lần này nhá, mà tao trong top 10 thôi là con chó luôn nè. Ôi là con vịt luôn rồi kìa. Cay vãi. Này nóng lên Khoa. Ông đéo hiểu sao ấy. Ủa chim bồ câu có được chơi không vậy? Được anh Khoa, mình mà chơi thôi. Được mà, mình bay bình thường chứ. Anh vừa đòi giết em vì em là chim bồ câu mà anh Khoa. Mình cứ lay anh Khoa. Thời gian này anh Khoa chơi cho anh em xem. Tấn ơi mày là gì? Uầy. Anh em mình gặp nhau đây là cái gì rồi Tấn? Ok. Em bảo vệ được anh ơi. Legit. Anh là gì? Lại bảo vệ anh. Đúng rồi. Đấy mày đi theo anh đi. Mày chỉ đi theo anh thôi. Anh nói vậy mày tự hiểu. Hả? Ok. Nhưng mà em cũng muốn đi theo Tấn. Sao em đứng đằng xa nhìn được không? Đi Tấn lên đây lên cứ đi theo anh. Tấn ơi, anh là cảnh sát trưởng, em hiểu không? Ok, anh ơi, em chưa hiểu luôn lắm để em đọc đi. Ủa cái này là sao giờ? Ủa cái nhiệm vụ làm sao vậy ta? Đây tăng. Canada rồi. Canada thôi chối thế nào được? Quán ăn ở mấy người ạ? Ôi Canada. Em thấy Misa giết á. Em ở trên đó, nhưng mà Honey vừa gọi chị Misa ơi, xong Honey chết luôn rồi. Chị Misa em thấy chị Misa giết. Em thấy tận mắt luôn, Em ở trên đó nhưng mà em không biết gì hết tại em đang làm mắt tôi chết. Ai thấy tận mắt Misa giết Em giờ cho em nói. Em ạ, bởi vì là lúc đấy là em đang đi tụt ra ngoài thì em thấy rác bay lên, thế là em quay lại em báo. Không, trong cái lúc đông đam nói tụi em đang nói chuyện với nhau nhưng có quả bom tụi em tắt ra để bị Misa xẹt vô cái xong tụi em mới chụm lại. Từ từ mọi người cho em nói. Để cho Misa nói, nè. Lúc đó em ôm bom xong rồi em tính truyền cho Honey, cái em ấm nhầm sang chiếm Honey, em là biên phòng. Có ai nhận biên phòng không? Ây da, dân phòng á. Sao? Trời ơi. Dạ đúng, có cái nào. Nhưng mà có cái nào Honey là dân phòng không? Xong rồi chém nó ngồi phách luôn không? Không. Mình làm sao mà có vụ đó được. Misa nó không chơi vậy được đâu. Trời. Đúng, y là dân cộng. Ê, nhưng mà có khi nào đã ra xong đổ anh Khoa cỏ trước? Không có. Có chim đa đa à? Đang nấu ăn trên đó tự nhiên nghe la. Vấn đề em là gì mà em xôn xáo quá vậy Lợi? Chức năng anh Khoa em giúp có làm tôi thắng anh Khoa. Tại có chức năng. Có chức năng này Lợi. Vâng. Quay lại. Mốt tụi anh ơi. Đi ăn chung với anh nhá. Anh mà chết là Lợi đây chứ nhá. Ok. Rồi. Đi nằm cầm dao. Chờ cũ Kiệt ơi. Ok anh ơi, ok. Nam cầm cái súng chém người. Mà tôi bị có đem là dân phòng. Tôi là cảnh sát trưởng rồi. Trạm cảnh sát. Khét gì đâu. Lại đâu anh. Anh vô. Ơi, đừng đứng giữa đường. Em legit mà. Ơi. Đây. Anh đây. Ê, em legit thôi. Đông quá. Đi. Hả? Em cứ. Trời. Thằng Lợi nó trốn. Quê, Hà Chiêu chạy lên trên, ở dưới có cái xác, xong rồi một ai chạy xuống dưới nữa đây. Ủa, tôi đang đi em ra ngoài cửa mà. Đúng rồi, ở trong phòng có một cái xác. Em tôi. Anh Lợi chết rồi. Anh Lợi chết rồi. Ủa, anh Lợi chết rồi. Tao chưa gặp thằng Lợi bao giờ nhá. Hà Chiêu đứng đấy với ai? Không nhớ nhưng mà đứng có nhớ có ông Khải qua Vy đang làm nhiệm vụ ấy. Xong tôi đi qua, thì xong tự nhiên xác ở đâu vậy? Tại vì có một ông chạy xuống dưới nữa. Một là ông hay là ông kia thôi. Mà ông không nhớ ông kia thì ông. Từ từ Hà Chiêu, em là gì không có ám sát, em phải khai rồi. Em ngẫu nhiên ra người nổi tiếng ấy Khoa ơi. Người nổi tiếng á. Nghe ông legit đấy nhỉ. Ủa người nổi tiếng hình như nhảy nhớ có ai lộ rol khác mà ta. Ủa. Anh là người nổi tiếng mà, anh đã nói với ai đâu. Không, hồi nãy em có đi chung với ai nó là người nổi tiếng hay sao á. Khó quá. Em quên mất tiêu. Không có thông tin là chịu. Skip đi. Có nên băm thằng nó không nhỉ? Băm con mẹ ăn Hà Chiêu nhá. Ok, tôi nghe lời anh em nhé. Nghe lời anh em nhé. Tôi mà ấy là anh lỗi mấy ông á. Đây, đúng rồi đây, ông đây. Tôi phải chơi cái zone này, chưa biết cái zone này chơi như nào. Minh Nè qua đi anh. Em đi chung với em phải có người đi chung. Hai cục vàng là gì đấy? Hai bé là gì nè? Anh có thấy trên đầu em có cái gì không? Trời ơi, anh là bên dân làm sao anh thấy trên đầu em có cái gì được? Cái gì vậy? Đừng đưa chân! Thôi anh ơi! Tôi là một thằng khốn. Mọi người ơi, vote Hà Chiêu cho em thấy vừa thấy Hà Chiêu chém người mọi người. Đấy, cãi nữa đi. Chiêu một kill sao nữa? Chiêu một kill sao mọi người? Chiêu một kill. Có Hà Chiêu Minh Nè. Thấy là có Hà Chiêu. Không. Mọi người ơi, em là người báo thù xong rồi em spec nhầm. Trời. Gì vậy? Bây giờ mọi người vote thằng Hà Chiêu trước, anh Hà Chiêu đi nghe. Ba xác cái sao mà đúng không? Minh Nè là người báo thù á. Không phải em là người báo thù, em là Canada nha. Em. Quỳnh. Ủa từ từ Kiệt ơi, ông có cái gì nhầm lẫn anh Kiệt ơi. Lúc này có mấy người xung qua tôi mà. Không. Không anh ơi, em thấy rõ ràng anh chém. Hà Chiêu là gì Hà Chiêu? Tôi đã bảo tôi là người nổi tiếng mà. Ok, sao không hồi nãy anh chạy lên là em thấy anh chém người mà. Thế kia là bây gì? Kịp đây là gì? Chiêu nó chết rồi, anh em muốn băm ai? Là kẻ rình mò. Tôi nghĩ là nên chị Thảo. Chị hỏi anh vô thì chắc anh cũng hiểu gì là gì rồi đấy. Đây rất là đa. Không, Hiền Đạt. Minh Nè là một cô gái thôi dễ thương, cô ấy không biết nói dối. Là gì cơ? Phương Thảo đồng mà. Thầy đồng Tôi nghĩ là Phương Thảo đồng. Nó nhói như ra tôi mà. Không phải Hà Chiêu, anh hiểu thằng Hà Chiêu chỉ là. Nhưng mà nãy đứng là có tôi nè, Quỳnh nè, chứ lại ai ta. Anh Khoa gặp em nha anh Khoa ơi. Có gì không em xin lỗi nha, nhưng mà em thấy em người. Khổ em. Đúng, em đang nẹp, em đang khổ á. Ông cho người. Có khi nào con ban về trong nhờ. Khó cho anh Khoa quá ta. Nếu dám băm mà băm sai trời chết hai dân má bị chửi thúi đầu. Đúng là chơi trên livestream nó áp lực. Má chơi với Ấn Độ Messi tôi là một gọi là một vĩ nhân. 2 + 3 sẽ bằng 5 được, đùa tao. 7 + 1 sẽ bằng 8 được. Cảm ơn Phùng Thế Anh. Đi cảnh vệ sĩ xem băm có chết cả. Em Canada. Em Canada. Thế em đi một mình đi. Ai giết em biết. Ôi con. Cái mô Phật phù hộ độ trì cho Khoa. Đây. Khoa đi em Khoa ơi. Cái gì anh Khoa? Đi trong nhà. Lên Khoa. Đi. Ba mình đang giết lắm. Ok. Minh Nè đâu ạ? Đây Minh Nè đây. Minh Nè hay đi lẻ lại. Lại xuống. Có thằng nào nhỉ? Thằng Hiền Đạt. Em nghĩ là Diệp Phương Kiệt. Thằng Hiền Đạt nó im nó. Không, anh nghĩ là Diệp chết hết rồi bây giờ chỉ còn phe thứ 3 thôi. Thằng Kiệt vậy ông anh ạ. Ui quay vậy. Ôi từ anh quay. Đi. Nghĩa là thằng Hiền Đạt anh ơi, thằng Hiền Đạt ấy. Bây giờ một trong là Hiền Đạt hoặc là Kiệt nè, anh băm. Đóng cửa rồi. Từ nha. Anh bô ra băm đi. Bây giờ để anh đi kiếm thằng bây giờ để anh đi kiếm cái thằng Kiệt, anh băm nó, nếu mà vẫn chưa win mà ấy thì tí nữa vote thằng Hiền Đạt là được. Ok chưa? Ok. Nào gặp mà xe tông rồi. Ok. Em thấy 3 vệt máu của ở đâu ở góc trên này em bảo em rung chuông chỉ có chị Minh Nè thôi, không có ai nữa rồi. Đúng rồi, tất cả Minh Nè luôn. Okay. Bây giờ anh vớt em bảo em Canada từ đầu mà khó thế à. Ôi thế không có khi anh Khoa em với Tấn đấy mọi người. Tao lại mày không chắc anh Khoa đâu nhá. Anh Khoa báo là cảnh sát trưởng không biết đâu nhá. Minh Nè, đúng rồi, Minh Nè nó là Canada, nó dám tự tin đi một mình để ai giết nó thì báo lên mà. Thế chỉ có anh Khoa thôi mọi người, bọn em đi chung. Nhưng mà trời ơi, bọn em đi chung từ đầu mà. Tấn ơi, mẹ tao lại mày Tấn ơi. Đùa rồi Khoa, vote chị Minh Nè đi mọi người ơi. Win rồi. Vote chị Minh Nè rồi. Chắc chắn rồi. Và nhưng mà vote sai là sĩ, em biết nghe anh Khoa mà. Vote sai là cũng thua đấy. Quỳnh ơi em là gì anh quên là Quỳnh. Em là người báo thù đấy. Em là người báo thù. Vô chị Minh Nè đây. Nãy giờ em đi với Tấn mà Tấn có chết đâu. Em Canada thật mọi người. Tấn ơi mày là gì? Em bảo em là vệ sĩ từ đầu rồi, em bảo với anh mà. Mà tao đéo tin cái thằng vệ sĩ này. Em bảo từ đầu là em là vệ sĩ xong em bảo gặp em nãy giờ mà. Nhưng mà vệ sĩ đi mọi người từ đầu mà chết đâu. Em vote Minh Nè, tại vì em với Tấn đi chung từ đầu. Để vote em thua đấy. Mẹ đưa tao vô cái tình thế. Đưa tao vô cái thế 2/3 vậy. Trời ơi. Tin em anh Khoa ơi, Minh Nè chắc chắn anh Khoa ơi. Anh bô ra chém. Minh ơi em xin lỗi. Em lộn luôn với anh, từ đầu anh bô anh tệ. Giọng này là giọng dịch rồi. Ơ kìa, thế em không Canada mà mọi người không tin em ấy. Trời tôi nghe trong legit thế. Win rồi. Ơ win rồi, đừng có thề cay thế. Còn bồn nông à, anh Khoa bồn nông. Đấy không phải. Anh Khoa bồn nông. Từ Tấn ơi gặp nhau. Anh là cảnh sát trưởng à? Anh là cảnh sát trưởng, thằng Tấn đâu phải là vệ sĩ đâu. Tấn ơi. Từ mày phải vệ sĩ không Tấn? Chắc chắn đi Khoa, em chắc chắn. Vệ sĩ của mày hả mày? Rồi ơi. MVP trận nào anh Khoa ăn số 1 luôn. Khoa ăn 10 điểm, ăn 10 điểm. Thay cho Khoa MVP. 10 điểm không bao nhiêu. Bảo anh Khoa nếu mà không được thì anh đi chém chị ông chị Quỳnh rồi, mà anh Khoa anh không thấy, anh vội quá. Khoa em bị vậy ơi. Mày làm Khoa tự đánh có thế nào 9/10 với nàng thề. Khoa em bị. Thế đấy là chỉ có trên tấm thôi. Đấy. Khoai quá. Em lên cái thế mà tin em kìa. Nhưng mà thật sự là anh không có một thông tin. Khoa ơi, anh không có một thông tin gì của Quỳnh cả. Thấy chưa Khoa, hại chết em. Qua đấy xong rồi anh em mình chạy đi và anh chém được mà. Mọi người ơi, lúc nấu ăn đừng nhờ người khác coi giùm nha, chết đó. Mọi người ơi, có con sát thủ thì sẽ có râu vệ sĩ nha. Để sát thủ ok giết ai thì vệ sĩ bảo vệ người đó. Trời ơi, trời ơi, mấy xã hội. Mà từ từ nha, cho tôi hỏi ngu cái, mấy ông cũng là viewer, mấy ông xem tôi. Trừ một kênh được chưa? Sao anh? Mấy ông biết Quỳnh là dịch? Tôi hỏi ngu cái là sao anh em biết Quỳnh là dịch? Chứng cứ đâu, lý thuyết đâu. Mà hồi nãy giờ tôi chưa gặp Quỳnh luôn, chưa đi chung với Quỳnh luôn. Logic. Ồ. Được rồi chứ. Anh Khoa trận này im thế. Không, trận này anh Việt đúng không? À, được anh Khoa rồi, anh Khoa số 7 với chứ cao thủ anh Khoa. Rồi, dòng anh Khoa. Mà tao đang giải thích với kênh chat. Tao đang giải thích kênh chat cái pha hồi nãy. Tao bị chửi mày à. Dạ. Thôi lỗi em anh Khoa ơi. Lỗi anh. Thôi em anh ơi. Anh xin em, anh xin em. Anh Khoa sớm vậy là anh Khoa bắn em là mọi người tin anh Khoa rồi. Lỗi em Khoa ơi. Yeah, boy. Anh Khoa. Quá buồn. Cần là cũng là tao giết làng. No. Canh cho anh làm vụ đi cái. Còn sao anh Khoa ơi, anh hay rồi. Đây, em canh cho. Như thế là hay rồi. Trận này legit nè, trận Hiền Đạt legit. Chán thiệt đó chứ. Thế em, ui, bạn em legit bãi liền anh Khoa. Tôi toàn bị những người phụ nữ lừa ấy, thề, tôi quá đau buồn đi. Mà không phải lừa một ván nữa, vừa lừa hai ván liên tục. Trời. Lừa gì mà lừa nhiều dữ vậy? Anh ra đây em. Không thể nào tin được. Em sẽ là tại Hà Chiêu. Trời ơi. Anh Khoa thả em ra. Trời ơi. À, dáng nào cũng vậy hết. Để em hát cho anh Khoa nghe một bài. Cái làng này làm cái kiểu gì vậy? Hát đi. Âm thanh của lá rơi xuống sân nhà 20 năm sau sẽ trở thành một bài ca. Sao vòng tay? Sao lấy cái này này? Thôi chơi trò chơi cái đã. Anh đi nuốt người nữa đi anh. Này cô bé coi mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố, phố đông người quá. Này cô bé coi mái tóc đuôi gà. Đây đây xuống đây. Con nói không. Anh cô là gì cô? Anh cô là gì cô? Kìa anh đi xuống. Là gì Khoa? Không phải là đi chung cũng được thế đâu, khó quá. Đi chung cũng được. Cái làng này. Anh là gì? Đi chung cũng được quá không ba. Bây giờ anh đi chung làm nhiệm vụ với mọi người. Anh nãy giờ anh đi một mình không ai tin anh hết. Anh đi chung làm nhiệm vụ cũng được. Em cũng đang ở sân này chị ơi. Bây giờ nha, có Tấn với Hà nè, hai người đang đi thế làm sao mà anh giết được. Cái này nó quá lộ. Nhưng mà tại vì sợ tự dưng cái trời ơi anh lại em luôn á Hà. Có hai người anh giết một người chắc chắn người kia vote rồi. Trong trường hợp Tấn với anh làm dân của không tin luôn. Đó xong đến lúc tí nữa anh giết nhầm mới lại bảo. Tôi có con vịt chém một phát này, lòi ra hai người luôn. Chém đi. Em sắp tan rồi. Hà Chiêu chém cho em. Anh Khoa ơi. Mày là gì? Cái này mày là gì lên? Ở trong phòng của anh cũng vậy. Bây giờ em từ từ không tin tưởng cái bên Khoa. Từ nhá. Ủa Lợi à, từ lúc mà bắt đầu chơi gao nào anh cũng hỏi em là gì hết đúng không Lợi, chứ không phải là tự nhiên gao này anh mới hỏi tại sao em lại giật. Trời ơi, nhưng mà lần nào em hỏi cho anh Khoa không có thể tin em đâu. Anh tin mày phải tí nữa mày lừa còn gì, mày lại con vịt cao thủ mày thấy thế đó không. À đúng rồi, cũng đúng. Chém đi, chém đi. Có vịt đánh sao không ta? Chém đi. Rồi làm nhiệm vụ ngay đây đã. Bấm đi. À Khoa ơi. Khoa ơi. Khoa nè. Cái gì? Cho em chơi game chơi. Anh Quang nó được 4-5 người gì đấy. Mày lìn thật. Trời ơi, anh Quang ơi. Xe tông này, xe tông này. Ôi, ví dụ mà xe tông thì mình có được chui ra không? Anh giết anh Quang đi. Anh giết anh Quang đi. Anh Quang ơi. Em hãy ở trong này mình chơi nối từ đi. Tôi sắp tạm. Tay không tay cơ. Trời ơi, anh tệ. Em 2 ngày rồi có game này em được chơi thôi. Chết luôn. Tầm dông tay. Gì kìa đây? Gì à? Không, mọi người bảo đúng chuông, mọi người bảo đúng chuông. Gì? Sao vậy? Đúng rồi, đúng chuông mọi người ạ. Từ từ khoan, sao lúc đầu hồi nãy em với anh Lợi đi sao là anh lại chạy anh coi. Ủa, anh mà anh là dân, anh lúc nào đi làm nhiệm vụ một mình sao anh đi chung với mọi người mà? Chứ là anh đang chọc thằng Lợi mà. Chọc hả? À, ok anh Khoa, ok anh Khoa. Ok nha. Có gì đâu. Ok anh Khoa. Thôi anh em mình sẽ kiếm. Sao chết nhiều nhờ 4 xét được kìa. Tích anh ra thôi. Xe tung rồi. Có gì nữa tại vì không có thấy xác luôn đó. Xe tung rồi. Rồi kiếp vô mọi người. Xe tông à, xe tông sao chết nhiều dữ vậy? Đúng rồi anh ơi. Xe tông anh ơi. Xe tông mấy người á, xe tông mấy người. Em nghĩ là bồ nông. Thôi, sờ ký thôi. Bồ nông á, bồ nông đấy. Mà cái pha chạy kênh Khoa là hơi bị quá nhanh nha chị Hà ơi. Đi với lại ra được bồ nông rồi. Mày không. Hồi nãy giờ mày nên nhớ mày lừa tao không có Lợi à, tao chưa lừa mày một ván nào. Rồi anh em chúng anh Khoa ăn qua. Ok. Thằng Lợi chết là tôi nha. Ok. Rồi lên giết nha. Mà sợ gì? Thằng Lợi chết là tôi. Hồi cooldown đã. Mày nghe mày. Bố mày đâu có lên trước. Bố mày để hồi cooldown. Còn mày hỏi tao cooldown xong. Giờ đây. Xe tung đi. Bộ ba. Từ từ nha. Thằng Lợi chết là anh. Anh chết là thằng Lợi đi. Dạ xuống. Mày là gì? Mà đừng lừa tao nữa nhé. Em không lừa anh. Em là số 14. Lý do là tại mày số 14, mày số gì? Số gì? Em số 14. Mà là gì? Em đang đùa với thầy đồng. Mà tính thầy đồng có nghĩa là mày chắc bao nhiêu người chết hả? Phải không? Ba xu á. Đâu mày chắc coi có người nào chết chưa? Đây vô đây cho đây. Trời. Từ từ. Tại vì cái thầy đồng phế mà lại chắc biết bao nhiêu người chết không ạ? Qua nãy là em chắc có 1 người chết mà đâu có xác đâu. Lý do tao chạy vòng ấy là mày tao núp ở trong cái góc để tao soi, mày hiểu không? Con mày ra mày. Anh là gì? Soi mày đấy biết tao coi gì à? Kẻ lên mò. À, kẻ lên mò. Tao đứng bên bức tường tao soi qua nhưng mà mày đứng bên đây nè, tao đứng tao soi qua nè. Nên tao mới chạy vòng. Rồi bây giờ tao đứng trước mày đi, xong rồi em đứng ở ngoài em chạy ra cái ô nào anh không phải nhìn em ok không? Mày đéo tin anh như vậy luôn hả này? Lợi. Thế mà mày có vấn đề. Mày có vấn đề là. Trời bây giờ anh Khoan. Em không có vấn đề, bây giờ em có vấn đề em băm anh rồi. À mày vô đi. Rồi bây giờ nhưng mà nhiều ô quá, tao biết nó ô nào bây giờ. Đây nè, anh có thấy không đây nè, đấy cái tủ màu tím nè, cái tủ màu đỏ nè, cái tủ xanh nè, đó cái tủ đấy, ok chưa? Em đứng đây. Đâu tủ tím, tủ đỏ, tủ xanh đâu? Đây nè, cái cuốn vở màu tím nè, xong rồi cuốn vở màu xanh lá cây nè, cuốn vở màu đỏ nè, đó em đứng một trong ba cái cuốn vở này ok chưa? Là đứng trong ba cái, nhưng mà đứng này nhìn sao được? Các bạn em đứng qua bên cái thùng này hoặc là cái tủ này hoặc là cái bút chì ok chưa? Ok. Được chưa? Sao rồi? Em đứng đâu? Từ từ nha. Đây. Đúng không? Rồi, lấy đi. Ok, lấy liên quan đi. Rồi. Mình thề đéo tin tao cay vắt. Trời có nhiệm vụ chứ. Không. Làm đi. Misa là giết anh Khoa, Misa là Canada. Ok. Misa Canada em đi một mình đi, để có ai xong anh với Lợi vote nó luôn. Đi tùm lum á hả? Ừ, đi tùm lum. Đúng rồi. Nó nói gia đình á. Bên đây. Chơi trò chơi này lâu nhá, chơi trò chơi này lâu. Rồi chơi này khó chơi Lợi ơi. Rồi. Này. Nè, qua cái bên ấy này. Đây. Cái trò chơi này hay lâu. Chọn quá. Mà khó quá. Đây. Hình như chưa ai chết hay sao anh ơi? Nhiệm vụ này á anh Khoa. Nhiệm vụ con vịt đi qua sông nè. Trời, nhiệm vụ khó thế. Ở đây rồi, được rồi, được rồi. Cái nhiệm vụ khó đi. Đi lại, đi lại. Đây. Dạ. Để em đi nha. Để em đi một mình, đi. Đây. Ê, cho tao hỏi ngu một cái. Là hình như mà dịch chết hết rồi sao nãy giờ. Bình thường nhớ là tới cái round này là sabote mấy cái này rồi, mày nhớ không Lợi? Đúng rồi, mà giờ không biết sabote luôn. Ừ nhờ. Tại vì nãy giờ bộ đông nó nuốt được rồi, nhiều xác lắm mà. Tại vì bộ đông nuốt em đâu chết được xác đâu. Thằng Đắc nè, thằng Đắc có đi một mình nè mày thấy không? Thằng Đắc có đi một mình nè. Có Khoa, có. Ê, nó chạy qua, Đâu. Nó chạy đâu. Nó đâu. Chạy đâu lại. Em không biết đâu. Khoa ơi. Rồi. Khoa ơi. Từ khoan đừng. Cao thủ Khoa ơi. Ô liền. Canada. Misa là Canada. Anh nói đúng là Canada. Trời ơi, bây giờ ở đây ai cũng là Canada. Nhưng mà cái vấn đề là tại vì em đặt xác anh Khoa lúc mà. Đúng rồi, Misa là Canada. Misa kêu là chui lên cổng á. Em chui lên cái là em tự đi bóp luôn. Không, anh biết là cái này có cao thủ nhưng mà Misa Canada. Đây, từ lại đã liên quan đến Canada rồi. Nghe nói nè, Đắc nó vừa trước mặt mình xong bây giờ nó chết queo rồi. Thì đó là vấn đề đó Khoa, em chạy theo em này nha, anh vừa nhảy lên phát là em Đắc chạy một xíu là đạp xác luôn. Nhưng mà cái đầu quá nè. Cao thủ giết vẫn bị report mà. Không, cao thủ giết là không bị report, cao thủ giết là bị đạp xác nữa. Cao thủ giết thì không bị report nhưng mà đây là liên quan đến Canada rồi. Bây giờ phải hỏi thôi, bây giờ anh là gì? Tôi là thầy đồng, trời ơi. Nhưng mà không. Ủa sao lại bốt anh nữa? Từ không, em mới là thầy đồng nhá. Không, anh lại là. Lại là thầy đồng. Kia, ở trong Canada đó. Đâu bốt rồi đây. Em mới là thầy đồng. Trời ơi, em là thầy đồng mà. Lúc đầu là anh Lợi chung với Hiền Đạt vì có hai đầu đây. Cần Canada, cần thằng. Em đi chung với một đống người là thầy đồng mà. Đây cần Canada. Chị Hà. Trước rồi. Em không đa anh Khoa, em không thể nào đa được anh Khoa ơi, em của anh mà. Không phải đa thì chắc chắn anh là cái gì đấy rồi, bởi vì là có hai cái chữ rồi. Từ nha, thằng Lợi chết rồi. Thằng Lợi chết rồi, anh chết thằng Lợi. Rồi. Ai là cái chết chữ, cái chết chữ. Anh thầy đâu? Đi tìm. Đi tìm. Cái này cái chết chữ. Lên đây. Đâu rồi? Có chết trưởng đâu? Phương Thảo em có chết trưởng hả? Không, không á. Đâu rồi? Lại Lê đâu anh? Lại Lê đâu? Kiếm Lại Lê chăm. Đâu? Bấm Lại Lê nó phát con. Đi xem chơi game nè. Thủy ơi. Con chú cốc. Con mày Lại Lê này. Kiếm lại, thằng Lợi nó phát. Anh đâu ơi, chị Hà đi lẹ. Làm cho đi. Ok. Thiệt luôn đấy. Ê, Tha nè. Tránh ra. Đây rồi. Oh my god. MVP thằng Lợi này. Để em nghe. Nhưng mà em phải cảm thấy đây là mình trước mặt là bô hay là đây giờ xong report đi. Biết hai người nào rồi. Hai người rồi. Report đi mọi người. Ladies and gentlemen, Lợi đây đã phải trả giá về tội lỗi của mình. Nó Tấn. Nó nhận ra. Nó là. Cho hai đi nói nào mọi người. Còn một cái này nữa. Đúng đấy. Ở dưới cống chui lên là có Honey, có Haru, có anh Bô, có Tấn. Honey là ngông ba gang, Tấn vừa mới chém cái lời rồi nên là không thể là bốn ông được. Anh Bô thì ở đấy mà Haru thì chết rồi, anh Bô là bốn ông. Có em nữa. Bởi nha, anh là kẻ rình mò, Anh số mấy mà kẻ rình mò? Anh số 12 kẻ rình mò. Thế người nổi tiếng chết chưa anh? Người nổi tiếng chưa chết. Thì cũng kệ anh thôi, em hỏi để cho vui thôi. Anh là bố tao chắc chắn rồi, bởi vì mình hai đứa rồi. Trời ơi, anh là kẻ rình mò. Anh là kẻ rình. Hình như không phải, đúng rồi. Số em nhớ số 12. Anh là kẻ rình mò. Anh số bao nhiêu? 12. Không, số mấy em nhớ con 11 radar, con 12 ở dưới không phải là con cái rình mò mọi người, em nhớ. À, bỏ anh à. Rồi hay là thua rồi. Vốt vốt mọi người, tin em. Không, hay để em chém, để em chém mọi người. Bỏ qua. Không, bỏ qua đi. Bỏ qua nốt đấy không được đâu. Được qua để em Bỏ qua anh ấy nốt em trước ấy. Anh nốt đây là khỏi chém đấy. Rồi xong. Ok. Trời ơi, anh là kẻ mò, cứ ra chém anh, anh đồng ý. Câu chuyện. Có cái từ mày ơi mày. Anh đây nè. Má như một cơn gió luôn, tao là da dép nè con. Mấy con vịt đó không sabote giùm tao cái tụi bay. Mấy con vịt trên trời. Tôi không, tôi đâu có tự gung chuông được, Anh Khoa ơi, em là con vịt cuối cùng anh Khoa ơi. Anh Khoa. Trời ơi. Em xin anh để lại cho em chọn đường cho anh thắng thì tôi làm sao anh Khoa. Chứ mày đi gặp tao là cái gì thề luôn á. Em tệ, em không có gặp anh đâu, em nhìn thấy anh đang bị chạy. Bây giờ tao sợ bỏ mẹ đi, tao không gặp mày tao chết rồi. Bây giờ như này đi, anh gặp thằng Tấn, anh bảo thằng Tấn anh đi nhả em ra để em mang sự thắng lại cho anh em mình nhé, ok không? Hợp lý. Anh nghe kế hoạch có ok không anh? Anh nghe kế hoạch nó bùi tai phết á. Mọi người ơi. Rồi đâu anh qua win rồi. Vì một chút thôi để người khác bên em sau này là đi gì nào. Rider. Honey bị nuốt à? Nữa là điều trái đi. Ôi, ít nhất là chúng ta còn có nhau Honey ạ. Mọi người không đi. Diệp có kẹt. Rồi đâu anh Khoa win rồi. Anh Khoa win rồi. Chị Hà là cái gì? Là tinh linh, chị là tinh linh. Stay here with me. Hello, biết chưa? Yes sir. Khoa. Anh đốt bốc vườn các bạn. Anh bị giết một con vịt nữa thì còn. Trời. Anh đốt phát tay con vịt rồi. Chị Hà đi ơi. Công chủ rồi mà còn gợp anh nữa vậy. Bác đến vậy rồi. Trời ơi, tao xin mày Tấn à. Quả mày bố anh Khoa thì có làm sao đâu Tấn. Nó bảo giết anh Khoa trước rồi. Dạ là tôi chết cho khả năng của mình. Thiếu một. Thật giết anh Khoa. Giết anh Khoa là win rồi. Không ta. Quả anh Khoa cho hai anh Khoa. Không thể. Tại sao không đi bóp anh Khoa đi? Cái bà em xin chị ơi. Cái bà mà tao soi cho mày á, tao lót người cũng trúng rồi. Em gặp anh Khoa luôn. Thật là gà. Anh vừa trúng anh Khoa mới hay chứ, thầy em mới tin đấy chứ. Không đỡ giết Tấn, tại vì sợ là giết Tấn mọi người biết, tại vì chị biết. Lúc đầu là em giết em giết anh sau xong rồi em phát đồ của anh nhưng mà anh người em đánh được ạ. Phải bị hụt quần què. Thiếu một. Thế với cả em mất tích là em là kẻ mò từ đầu. Cứu ạ. Mà không ai nhớ cả. Thằng nào bảo Khoa cho dịch ngu đâu, đần đâu. Chẳng qua là nó đú đéo ra đúng mà cái ron mà anh Khoa hay chơi thôi. Ra đúng cái ron anh Khoa hay chơi đi. Hiểu luôn. Ai cho em xin cái màu xanh đi, cái màu xanh của Phương Thảo nè. Thôi chết rồi, anh nghe cái giọng em là anh thấy sợ đó. Anh thấy thua rồi đó. Xin. Anh cẩn thận em, anh cẩn thận em. Đi spawn. Cái giọng em mà thấy thua rồi. Được. Thế em với chị hẹn nhau ở một chỗ nào đấy dễ tí đi. Thế hẹn là phòng. Thế nhà bếp nhá. Rồi đi em ơi, đi chị xin ơi. Rider biết bồ rồi. Đi đây. Cháy chưa? Nhau nhá. Chạy bất tốc nhá. Chị xin smurf. Ai làm dịch xin trước cho anh. Ok. Cái gì đây? Thế mà anh bỏ em vào chơi. Ôi ôi. Để em anh Khoa ơi. Trời ơi. Mùa đông thì đòi nuốt trước. Anh có biết thằng Đắc bị anh có biết thằng Đắc nó bảo gì không? Em bảo em làm vịt ấy, em bảo giết chị xin lộ thiên luôn. Không đổi một luôn. Đây chị smurf qua. Bồ nông. Mới một dịch thôi nha mọi người. Mà lấy 14, 15, 16 là phải ngon. Đãi chứ trời. Tao điểm ron con mày mày. À. Nhưng mà map mới không biết gì cả. Còn ngẫu nhiên chơi. Sao lại không? Bây giờ em vô gặp chị đâu em giết cái đó luôn. Chị là chị trốn đi. Việc không được. Tao là cái máy còn cái môn của là ngỗng không được. Không, chị trốn đi. Đây là em tên anh. Chị trốn kỹ vào. Nữa hả? Ngồi em đi ăn coi. Hồi nãy là anh em mình đều lừa nhau nhưng mà dáng này anh em mình phải tin nhau. Vô. Vô. Rồi đây, ra đây được chưa? Anh đéo hỏi anh, được chưa Lại Lê? Đây. Rồi. Anh muốn tạo lòng tin như mày luôn, được chưa? Dấu cách nè. Mà không tin thì mày lên stream mày xem. Mày từ từ anh bảo. Mày nó cái thằng chó này nó làm điên hoài vậy trời. Đó. Em thấy xác của Đắc Lodic ở dưới phòng đua xe này. Má nó làm dịch hoài. Mình vô chết luôn. A few moments later. Ôi chết con mày rồi bơm. Nút nó vô. Ôi. Ai chết mẹ rồi, nó đi xuống ăn đi chúng mày. Trời. Màu đông lại win rồi. Ây da, trời ơi, sao còn có màu đông đã. Đó, xì bà. Win rồi. Ôi. Ui giời ơi. Ui giời ơi, Quỳnh ơi, nó ăn Quỳnh ơi. Quỳnh nó ăn Quỳnh ơi. Trời ơi. Ui thèo nhá. Truyền của bom trong Tấn, trong rồi ăn giết thằng Khải, cuối cùng là Haru là 4 ông thôi mà. Trời ơi, đang vào con rồi. Anh em thấy cái sự ảnh hưởng của tôi chưa? Chỉ cần một round tôi chơi bầu nông thôi, round tiếp theo bầu nông lại win, ảnh hưởng rất mạnh. Ở OBS thôi, ready em, ready em, bạn cuối em khoan nghỉ ready đi. Kiểu đây. Biết tại sao anh thích chơi game này không? Sao anh? Tại vì anh là ngỗng á, được các chị em là dịch, anh cảm thấy hạnh phúc. Khi được ăn đó chị em cười lắm. Mọi người vui là được. Tại vì anh là buồn nông anh được nuốt bọn em à. Ready chị Sim với lại Hiệp Bụi ơi. Đó là kịch bản đẹp nhất. Trời ơi. Má nó cái thằng làm lại được không anh em? Chị Sim rồi. Chị Sim rồi, chắc chắn là chị Sim rồi. Lại được không? Chắc chắn rồi. Bằng phím mình bị lỗi cho nên anh chọn người nổi tiếng hơn thôi. Anh khó. Má mày. Khó cá. 2 trận top 15, 2 trận top 13, 1 trận bầu nông. Cái đình mò, cái rau bám, thầy đồng. Số 13 tận cùng của nhỏ đâu. Tao số 15 kẻ đắp địa không thế. Cái rau bám thầy đồng. Ok. Wow. Lại là Daisy House Rider. Chị xin ơi. Anh lấy gít. Ôi, em. Mọi người ơi, em là số 15 nha, em là nhà đám hiểm nha mọi người, em số 15 nhà đám hiểm nha, em là gít luôn. Biết sao? Cả đá. Mọi người em thấy xác của anh Panic ở ngay dưới trạm phát thanh này. Vừa ra cái thấy luôn rồi. Thôi đi ba ơi. Mà không có ý gì đâu nhưng mà Tấn ác quá Tấn ơi. Bây giờ trời bây giờ em à. Ác vậy. Mà nhíp đầu luôn. Là Canada cũng giết nữa. Đấy game cuối rồi. Ác vậy. Em xuống ra. Có thằng Tấn đây. Chết chưa không má. Bây giờ Tấn là gì nè? Ơ. Mọi người. Hai Tấn Tấn là đòn. Em vệ sĩ. Lại. Vệ sĩ. Lại vệ sĩ. Về vệ sĩ. Vệ sĩ có cái gì không? Sẽ làm gì? Nếu như vậy bảo vệ thì mà có sát thủ. Không nhưng mà lúc đấy em thấy có mỗi Tấn đứng đấy mà em muội đang đứng ở chỗ đống lửa đấy Tấn. Thì đúng em spawn ở ngay ở trên chỗ trường học ngoài sao? Có siêu năng lực ra mà mọi người. Vô Tấn à? Vô Tấn đây. Cái cũng không thể có Canada. Tấn ơi, em là gì Tấn? Đằng nào em cũng bị bốt mà em là gì? Em bảo vệ sĩ mà. Không tin. Ok. Vệ sĩ nữa. Vệ sĩ xuống máy em. Ok. Chứ vệ sĩ vui mà. Em xuống Diêm Dương bảo vệ thằng Panic đi. Trời ba anh Panic mới vô chơi. Phải vệ sĩ mà. Ủa, bỏ qua nhiều vậy? Skip nhiều ấy. Ủa, skip nhiều thế. Ok. Skip đây. Skip nhiều vãi. Ủa anh em Hiền Đạt, cậu là gì? Chào anh, chào anh. Cậu là gì? Em tử. Đấy đâu, người ta chết gì không được đâu. Uầy, anh Khoa uy tín nè. Đây là nhiệm vụ làm nhiệm vụ giờ cũng làm. Được, anh Khoa 10 điểm, anh Khoa uy tín. Đây làm nhiệm vụ nha. Đây, qua đây nữa nè. Ok anh Khoa. Nhiệm này cũng... Xin ơi, anh tên em, anh đi với anh đi. Ê anh ơi. Chị em thôi, chị em thôi. Cô. Tôi chỉ tìm một con nữa. Em đi nữa, em là người báo thù, em lộ luôn. Ok chưa? Các người báo thù này nha, ta mày đừng có mà báo nha, chẳng may có người chết bên cạnh, mình chết con nông bên cạnh thôi. Tôi chỉ tin vào phụ nữ thôi, tôi chỉ tin vào phụ nữ thôi. Hà Chiêu đi một mình, Hà Chiêu đi một mình. Quỳnh lại đi. Đấy đây này, đây này, đây. Xuống đây ăn lẩu luôn, ăn nói nhỏ thôi nha. Ok, ăn đã đây, muốn tới mày. Em lấy không được. Không được. Mày là cái gì mà đây? Anh biết gì không? Em sư phụ chị xin đấy. Đó lộn. Cái gì? Em đệ tử chị xin. Ôi có bom kìa. Ui ui ui. Bom rồi xin ơi. Bom vậy? Ui từ từ em thấy bom. Em sẽ rung chuông. Mẹ rồi. Thế là tụi đang đứng gần Quỳnh này. Em gung. Quỳnh đứng đâu mà thấy bom Quỳnh? Lúc này em đi với anh Bô chị xin mà cái đoạn ở trên phòng học ấy. Nhưng mà cái lúc mà em biết có bom á là em đang đứng ở đâu? Là em đứng sau anh Bô mà. Ủa đứng sao em cũng đúng được? Không làm có anh gì? Ơi. Sao em chạy đi? Sao em chạy nói đi? Này, em nói này không một con đặt bom nào đặt xong mà lại đứng ở đấy như mình về như em này, Hà Chiêu này, anh Bô này với Đạt này. Đúng. À, với đúng lại rồi. Đắc này mà Quỳnh lại chạy đi. Em nói thì tại vì là con đặt bom á sợ bị đặt bom lại nên là sẽ không bao giờ đứng ở đấy cả. Đúng, mà đây Hà Chiêu lại đi vào anh ạ. Hà Chiêu đi vào thì chưa chắc Hà Chiêu sẽ là người đặt bom nên tại vì Hà Chiêu vừa vào cái là đã tiếng bom nó mới lên mà. Là phải đặt bom được khoảng tầm 50-10 giây bom mới bắt đầu lên á. Mặc dù không hiểu thế nhưng mà nó đúng nha. Xong tầm 15 giây nó mới nổ mà. Có nghĩa là cái bắt đầu từ giây thứ 15 là bắt đầu tiếng bom nó mới kêu lên. Em hiểu không? Đúng là nghĩa là đặt bom trước đó. Đúng. Mà đứng đó em chỉ chơi, có Quỳnh thôi, Quỳnh chạy đi. Thế Quỳnh là gì em? Từ từ. Đúng rồi. Em là số 16, em là kẻ rình mò. Số 16. Anh là số 16. Kẻ rình mò. Rồi bắt Quỳnh đi, bắt Quỳnh mọi người ơi. Anh số 16, anh kẻ rình mò đây. Ok. Anh số 16 hẳn qua anh Bô. Anh số 16. Vượt em đi. Anh Bô ơi, em rình mò mà, em mới là kẻ rình mò anh Bô ơi, em mới là kẻ rình mò. Anh kẻ rình mò. Đúng là ai đã cầm bom đấy, ai đã cầm bom đấy. Cầm bom cho em cái cầm bom. Không em không cầm. Ai cầm bom thì cầm đi nha, đừng đưa cho chị, đừng đưa cho chị. Em không cầm. Quỳnh ơi, em đã sai. Sao em lại đặt bom chạy đi như thế, lại còn đi rung chuông nữa. Lại còn có bom nữa. Chết cơm. Em là Dada mà. Thế mèo gì bom. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi trở về với cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời. Mình nói tiếng chết rồi nha. Tí tôi hỏi. Một buổi nào. Có khi chị có đồng sao? Ê anh Bô đâu rồi nhở? Đây anh Bô. Ôi kìa, xe đi, vào đi vào. Vào vụ gì? Đấy, anh thấy chưa, Quỳnh đặt bom chắc luôn mà. Đúng rồi. Vừa bom nổ lên cái Quỳnh chạy đi. Anh làm vụ ấy. Ôi, Kiệt ơi, em biết gì không? Misa ơi, người nói tiếng chết chưa Misa? Misa. Dạ. Người nói tiếng chết chưa bé? Chưa rồi. Người nói tiếng chết chưa nè? Lúc vào rau bao nhiêu lâu? Người nói tiếng chết chưa? Em không biết nữa. Trời. Em không biết. Rồi. Ồ em mặc hào quá. Chắc nha. Ủa nãy là anh cô em không tin là phát y lắm, em chém nó với gì nhá. Ba ba rôn cú tôi biết. Đừng mò leo bám thầy đồng. Ok. Không. Chị nào có baby, có baby. Anh Ron dưới cuối cùng anh biết. Legit. Có baby, có baby. Cái mày làm gì cái? Từ từ cho em là pháp y. Hai thằng này đứng ra một góc đi, anh bôi xuống đây. Đi ra đây. Hai thằng này đứng đây đi. Anh roll 16 anh còn thấy thiếu roll nào không? Anh 16 nhá là kẻ rình mò này, thầy đồng với lại kẻ đeo bám. Mà anh chọn kẻ rình mò. Thầy đồng với kẻ đeo bám. Ok. À, cái thằng Tấn này làm nhiệm vụ vịt anh ơi. Mày là gì Tấn? Mày khai mau, không mày bị chém chết. Vệ sĩ ơi, em quên mất. Từ Misa em là gì Misa? Đi anh ạ. Em là tinh linh số 12. Còn đó. Em nói rồi, em người báo thù. Thằng Kiệt. Em là pháp y. Ê! Pháp y khám em. Pháp y khám này mọi người chết ra nhá. Ok, rồi. Rồi vote đi. Rồi, vote lại đi. Không nói nha, không nói luôn nha. Từ chứ. Tất cả mọi người đều có mặt ở đây. Đây là Thảo em rồi. Thảo ơi, em là gì Thảo? Đúng rồi. À, em là số 13, em ấn nhầm là ngỗng. Em thề luôn đấy. Thôi, còn Tấn thôi, còn anh Tấn thôi chắc chắn luôn. Em thề mọi người luôn là em ở dưới cống em làm cái nhiệm vụ đập đá thế là 6 cái nhiệm vụ rồi. Chưa được lên trên đấy luôn thế nào luôn đấy. Anh ơi, em đang ở dưới đấy, em đập đá. Thật luôn em. Từ nãy giờ em chạy đến 4 cái 5 nhiệm vụ xong vừa mới ngoi lên gặp chị Xin này. Cái này lại có nhiệm vụ em lại chạy xuống. Anh bố cái này là bị bồ năm nuốt á. Bị bồ năm nuốt á. Thì chỉ có 1 trong 2 là Tấn hoặc Phương Thảo. Em còn chưa ngoi lên chín nào luôn á. Nhưng mà anh bảo này, tại vì bốn người kia đi chung với nhau ngay từ đầu luôn mà. Cái đòn vệ sĩ này nó dễ phát lắm. Thường nãy giờ vịt toàn phát vệ sĩ không à. Không như mày. Thật, em là ngỗng thật. Em là số 13 ấy. Đấy là anh Bô nói nha. Từ từ nha. Quyết định anh thôi. Anh hỏi Phương Thảo nè, nếu mà em là ngỗng em thử hy sinh về cái làng này không? Đó, thì rớt em đi. Với lại anh bảo này người nó tiếng chết chưa? Chết rồi, tối mai đi bị anh ném bom chả chết còn gì nữa. Chết. Ra mấy lúc mà anh bom lên cái rồi, tiếng Phương Thảo lên cái Tấn. Hay Tấn rồi. Thôi anh hỏi hết rồi đấy, bọn nó biết hết rồi. Tấn nó nuốt camera từ đầu mà. Bọn Tấn này. Tôi Tấn. À tôi Kiệt ơi, em rồi. Khám ra được làm vụ mà. Em tí nữa vào nói chị nhá. Ok. Biết đâu Xin là con dịch đấy chứ nhà. Ra con hơi gì nào rồi. Tin em, vô kỳ thế, vô chặt tin em gì cả. Ra công viên nhà chị Xin. Khéo kỵ bị bồ nông nuốt rồi. Ê, khéo khi thằng Tấn có khi nào đó đa không? Anh Moi rồi, sao béo quá Quỳnh. Dạ anh Moi có thông báo ở trên là trời 11 giờ gửi livestream anh ơi. Trời ơi. Biết em được đặt bom thề. Panic ơi. Anh nói rồi. Quỳnh ok đặt bom. Ngày nào chúng mày với chúng em nhận luôn rôn của anh Khoa. Vậy thề. Anh Panic ơi, anh Panic. Ok cho chị Xin, em legit chưa? Em nói em là pháp y mà. Cho anh làm Canada, em win rồi đó. Thôi ra chơi bấm gì đây, bye bye mọi người. Ok, bye bye.